Cháu gửi tiền không. Đây là đâu và tại sao mình lại rơi vào tình huống này? Hãy cùng quay trở lại thời điểm trước đó một ngày. Mình đang ở bến phà ngang của Bình Thạnh, Bến Tre. Và mình đang đi phà, chuẩn bị đi phà để qua cồn Hòa Minh. Và để đi qua cồn Hòa Minh thì mình phải đi phà qua sông, con sông là sông Cổ Chiên. Thì qua sông Cổ Chiên thì qua phà đi qua cồn Hòa Minh thì sẽ là thuộc địa phận của tỉnh Trà Vinh. Thì tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre thì được phân cách bởi chính dòng sông Cổ Chiên này. Hiện tại mình đang có mặt ở trên trên phà. Sông ấy đúng không? Ờ, đó đây. Sông Cổ Chiên. Đến dưới đây. Kia cửa biển. Đây là sông sông Cổ Chiên. Sông Cổ Chiên này là một nhánh của sông Tiền Giang. Sông Tiền Giang và sông Hậu là hai nhánh của sông Mekong chảy trên Việt Nam. Thì sông Cổ Chiên, cửa sông Cổ Chiên là một dòng chính. Cầu Cổ Chiên hồi đó là bắt cầu Cổ Chiên ở trên đó đó. Cầu Cổ Chiên. Cầu Cổ Chiên bắc ngang của sông này luôn. Đây là qua bên bắc ngang giữa đi Trà Vinh lên Bến Tre. Đúng rồi. Cầu trên đó. Sông Cổ Chiên này thấy rất là rộng. Sắp tới cồn rồi. Ở đây mình cho một cái phà này đi. Là nhiều phà chắc nhiều hay có mỗi phà này? Nhiều lắm. Nó quanh ở đây nè, qua đây cũng về Trà Vinh là có bến phà bên đây kia qua bên Trà Vinh cũng hơi hơi lớn vậy luôn, cũng phà sắt này luôn, phà chở ô tô, phà lớn hơn chở ô tô. Đây là xã Long Hòa. Anh Phục nói đây là xã Long Hòa, giờ mình sẽ theo anh Phục về nhà anh Phục chơi. Anh ơi có mẹ không? Rụng tôm. Ở đây mà có sinh nghiệp thì hay. Đây là dân mình làm tự phát. Ở bên trong miền mình thì lại không có bão nên là cũng đỡ. Đúng rồi. Ở đây bão là tiêu hết rồi. Giống như năm ngoái mà bão. Vào Đà Nẵng là mấy ruộng tôm đi hết. Ngày đang xây mới ạ. Làm cửa hàng. À. Và xây dựng luôn ạ. Ngày xây dựng. Đây mặt này. Dạ. Đây đi vào. Hello mọi người. Mình đã tới nhà anh Phục. Vô mấy này. Dạ.
Đấy, nên em dạy vô đi. Mang dạy vô. Em thi. Để giày đâu rồi? Để đại giày đi. Sao? Để đại đi. Em đâu ạ? Sài Gòn xuống đi du lịch. Cho nó nghỉ cho qua đi. Em làm tạm được không? Được, dạ. Em nằm nghỉ đi, tắm rửa đi. Dạ vâng. Để đồ đó. Dạ, dạ. Ăn cơm. Thơm quá. Cơm cá chiên. Đây canh gì hả bà? Cái gì không? Đây canh canh cải. Canh cải với thịt xương không? Bác là mẹ của anh Phục. Chứ còn gọi bác là bác rồi. Bác năm nay bao nhiêu tuổi bác? Bà 70 rồi. Bác khỏe. Bác có anh Phục mấy cả mấy chị luôn. Bác anh Phục Úc hết rồi, thứ hai rồi, có mãi á. Trong thứ ba á. Trong này mình là ba đúng không? Là mình là con út ở với cha mẹ đúng không? Úc. Dạ, tức là Úc cha mẹ ở với Út đúng không? Ngoài cháu là cha mẹ ở với trưởng. Dạ, chứ không ở với Út. Ở được. Ở trưởng, ngoài Bắc là ở với trưởng. Cha mẹ ở với trưởng, còn trong này trong mình là ở với Út. Út. Út cũng ở. Dạ. Mình sẽ giúp bác đi dọn cơm. Cá rô phi chấm mắm ớt. Dạ. Bà có đứa con gái nha, năm nay 20 tuổi nên học ở Cần Thơ á. Học Cần Thơ ở trường Đại học Cần Thơ hả bà? Ở trường Đại học Cần Thơ á. Trường Đại học Cần Thơ á. Dạ. Học ở Đại học Cần Thơ á. Cháu gái là con của anh. Đúng rồi. Là con của anh Phục à? Ừ, con. Nó nói vậy, nó nói đi. Vậy nó tiện không biết gì. Bác có đông cháu mà, anh Phục hai cháu mà. Bà nội dưỡng 6 cháu. 6 cháu. Mỗi anh chị là hai người con. Ba, thằng thứ hai, rồi nhỏ thứ ba nãy là mẹ Út. Dạ. Mỗi người là hai đứa, hai. Một đứa, hai đứa. Có nhỏ gái thì hai thằng trai không mà nhỏ nãy. Còn đứa kia thì thằng này cái trai đứa gái. Đứa kia đứa trai gái. Dạ. Quá. Anh chó hiền. Thấy người lạ nó không sủa. Nó có một chó mặt trẻ kìa. À. Nhà con này hiền, lúc cháu vào nó đâu có sủa đâu. Ừ. Con chó mặt trẻ. Hai đứa con trước đây. Con đi. Dạ. Con bán cơm luôn nhỉ? Bán cơm trước đây. Bán chưa ăn ăn. Dạ. Chó mùa đâu chắc như Sài Gòn. Đây con chó của cháu và cháu bà tên gì cả? Quý. Ôi giời ơi. Chú. Cháu. Ông á, thích ông. Tên gì đây? Đặt tên chưa? Nó tên Nhíp. Nhíp ạ? Nhíp ơi. Hay quý vậy mình á. Chó à khôn. Cho mình. Chú. Cho nó bao nhiêu tiền đấy? Con này đắt lắm đấy. Mấy cái chó này mua dễ bị nó bắt trộm ấy. Trên thành phố để là dễ bị bắt trộm. Mua con chó hơn 5 triệu gì? Vâng, đúng không? Đắt lắm. Mua con gì không nhớ? Con gì đó? Con tắc kè. Kè quẩy cái đó gì mà nặng dữ hả? Là đồ quần áo ạ. Quần áo không hả? Dạ, quần áo. Đẹp giả lắm. Để chăm cái này cũng được. Chăm. Nặng từng cái nó đi rồi nổ vào luôn. Mình sẽ đi ngủ sớm và ngày mai mình sẽ
đi một vòng quanh cồn Hòa Minh và đến tối ngày mai là sẽ tới Trà Vinh, mình nghỉ Trà Vinh tối ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai. Xin chào buổi sáng các bạn. Bây giờ hiện tại giờ là 6 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mình sẽ ăn sáng và tiếp tục lên đường. Cái hôm nay của mình sẽ đi một vòng quanh Cù Lao và sau đó là tới thành phố Trà Vinh. Chào bạn, mình đã chuẩn bị xong đồ đạc và giờ mình sẽ ra chào anh Phục và mẹ anh Phục và để chuẩn bị lên đường. Và hôm qua nói chuyện thì mình có biết là con trai anh Phục sắp tới sẽ cưới vợ. Hôm đó mình nghĩ mình đã lấy một tờ thiệp và mình sẽ đưa tiền mừng cho con trai của anh Phục. Nếu có dịp trở lại Trà Vinh thì mình sẽ vào nhà anh Phục chơi. Mình tính gửi tiền thiệp cưới cho con anh Phục mà mẹ anh Phục nhất quyết không nhận. Sau đó thì anh Phục đã giấu thiệp cưới của mình ở trong này. Là mình sẽ không đưa trực tiếp cho anh Phục nữa, à, mẹ anh Phục nữa, mà mình sẽ để dưới gối và gửi tin nhắn gọi điện cho anh Phục vì bà nhất quyết không nhận tiền mừng của mình nên mình sẽ phải làm cách này. Còn anh Phục hiện tại thì anh Phục đã đang đi công việc vẫn chưa về, bây giờ mình sẽ chuẩn bị và để đi lên đường. Hôm nào rảnh cháu lại về nhà mình chơi. Hả? Hôm nào rảnh cháu lại quay về nhà mình chơi tiếp. Ừ. Dạ. Dạ. Phải được nghỉ phép mình mới tính ngủ rồi chơi. Không chính. 275. 275 ạ. Con quý. 275 mày 037 con. 037 luôn. Ừ. Vina, con dạ. Lại gì? Cháu xài mobile. Mobile hả? Dạ. Vậy để tính tiền đi. Nhá cái điện nào. Dạ, được rồi. Điều không? Dạ. Cháu lưu cô gì à? Cô tên Bình. Cô Bình ạ. Cô Mừng. Cô Mừng. Mừng. Dạ. Mẹ cô tính ạ. Dạ. Nói một người một niên không nói hả? Lên gì ạ? Cô nó ăn luôn không ạ? Hả? Bà mới cô ăn luôn. Không, con cô ăn. Nhiều quá. Nhiều. Alo. Ừ. À không. Dạ. Ô, không lấy tiền đâu, không có chắc quậy không? Vậy á? Bỏ ra để nhờ đi thiệp cho quý. Thôi, miễn nào hỏi, miễn nào làm, miễn nào cắt tiền. Cháu gửi tiền. Không bậy, không bậy, không bậy. Thôi lấy tiền, cắt tiền. Chừng nào không có, không lấy. Chừng nào có, chừng nào có xuống chơi được thì xuống. Chừng nào cứ giận thôi, tao điện. Như đây tiền mừng mà, tiền mừng đám cưới mà. Thôi, nói lại tiền đám cưới. Không có lấy, quậy quá đây. Giữ lại cái đám tiền quậy mà. Bây giờ á. Yeah.
từ sáng. Biết làm sao không, biết làm sao không? Dạ. Nếu tự nhiên cô thấy con vậy thì con của cô đi ra người ta cũng làm vậy, thấy dạ. Không? Nên cô không có lấy tiền, mới lấy, không có làm ăn vậy nè. Không nên lấy tiền mừng mà. Hả? Tiền đám cưới mà. Đúng không? Tiền đám cưới không có, không có nhận được tiền cưới. Mà đi đám cưới, mà đi tiền cưới gì? Người ta đám cưới thì đưa tiền. Ăn đi. Dạ. Ăn muối ớt gì không? À không. Hả? Chào bạn. Sau một hồi tranh đấu với bà thì cụ mình không đưa được tiền mừng cho Quý. Bữa mình cũng gặp hai vợ chồng Quý ở trong nhà. Khi Quý đang quay tay mình, nhà Quý là bán vật liệu xây dựng. Sau khi lấy vợ thì Quý và vợ sẽ về nhà sống với bố và bà nội. Nếu các bạn chưa, các bạn muốn biết về sự hiếu khách thì hãy đến miền Tây và ở lại nhà người dân một hôm, bạn sẽ hiểu ra sự hiếu khách của người miền Tây. Giờ mình sẽ tiếp tục lên đường và đi dọc theo đê. Mọi người có chỉ mình là đi dọc theo đê, sẽ đi một vòng quanh Cù Lao, và sau đó là tối mình sẽ tới thành phố Trà Vinh.